Wow, cái trò này mà chơi cái phần Việt Nam trong cái trò này chắc chắc đã lắm á. Chết nè, yeah. Trời ơi, trò này quá đã các bạn ơi. Chết đi, chết đi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo. Ê lộn, đây là một cái series mới ha các bạn. Và đây là tập 1 nha các bạn. Đó là trò Battlefield Bad Company phần 2. Thì đây là tập 1 nha các bạn. Và đây là một cái trò mà mình đã từng chơi từ rất lâu rồi các bạn ơi. Mình đã chơi trò này từ cái thời nó mới ra mắt, tức là hơn một thập kỷ trước, hơn 10 năm trước rồi các bạn. Rất là lâu rồi. Chứng tỏ là mình đã già rồi đó các bạn ơi. Chơi từ thời mà tôi tuổi teen mà bây giờ đã 20 mấy rồi. Già rồi. Ok. Mà mình thấy cái phần này bắn cũng ngon lắm đó nha các bạn. Chơi cũng hay lắm á. Đương nhiên là cái đầu quả nó không bằng những cái game như Battlefield 3, 4, 5 gì rồi. Nhưng mà cái phần nhiệm vụ của trò này thấy cũng khá là hay. Và đặc biệt nó cũng có chơi online nha các bạn. Mà thời điểm hiện tại nếu như chúng ta chơi online thì có thể sẽ gặp rất là ít người chơi. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên này là mình đột nhập vô một cái đảo. Mình nhớ là hồi xưa chơi trò này mấy nhiệm vụ đầu là có một cái nhiệm vụ là từ thời Thế chiến thứ hai luôn các bạn, là đánh ở Nhật. Còn nhiệm vụ này là nó sao để chút mình sẽ tìm hiểu ha. Có một cái nhiệm vụ Thế chiến thứ hai nha, mà chỉ có một cái đó thôi à. Rồi qua những cái lần sau là chiến tranh hiện đại hết, súng ống là hiện đại hết luôn các bạn. Đặc biệt là trong cái phần này có một cái phần lái xe tăng cũng hay lắm, lái xe tăng bắn nhau. À đúng rồi các bạn, cái này là Thế chiến 2 nè. Cái tập đầu tiên này là Thế chiến 2 nha các bạn. Đó, ở trên đó là mấy hàng lính Nhật đó. Xạo dữ vậy ta. Như vậy mà nó không thấy ta. Cái này là hơi đía rồi đó. Mình không thể tin được là xác như vậy mà tụi nó không thấy. Ui, rồi bị phát hiện rồi kìa. Nhảy xuống. Rồi xong luôn, chết hết luôn rồi các bạn ơi. Nguyên chiếc xuồng đó coi như là bị xử hết rồi. Còn chiếc xuồng của phe mình, của cái team của mình. Rồi bị luôn. Nhảy xuống. Đã đến lúc chúng ta nhảy xuống nước rồi đấy. Chết bà, không gớt khẩu súng luôn rồi. Lát lên làm gì đánh gì tụi nó đây. We're clear. Anyone hit? Rebel squad didn't make it, Sarge. Shit. All right. It's up to us then. How come it ain't started yet, Sarge? This at 0600. Right on time. Hope it worked. McKee, if they can tape what we're throwing at them now, they can keep the defector. Let's get moving. Rồi, đi thôi.
Ồ, mới vô là cho mình giết lén phải không? Ok, two of them. Có hai đứa. Mình sẽ xử cái thằng bên trái. Mày hả? Mày hả? Two down. Rồi, let's go. Đi qua bên đây. Ê, xuống nước. Thằng nào đứng đó vậy ta? Phe mình hả? Cái gì vậy? Gì ảo vậy ta? Tự nhiên cái súng nó bay vô người mình luôn. Ôi trời ơi. Ủa, game này có chạy nhanh không ta? Hình như là đi bộ vậy luôn á. Ôi trời ơi. Hay quá, trời ơi. Giờ tao bắn trước mấy viên rồi đó nha bộ. Mày nhân. Tới luôn bà ơi. Ha ha. Được á. Mình bắn cũng hay rồi đó. Làm thêm cái này được không ta? Đấy, được hai cái súng nè. Làm đạn thêm được không? Ồ. Okay, this way. Still some time. Bồ bắn hay dữ ta. Mình bắn được có mấy thằng còn lại bồ xử hết. Hay. Good. Hồi nãy có một thằng đứng đây nè. Mà vừa xe qua xe lại cái mất tiêu, ảo không? Ờ các bạn, nhớ tới cái trò này mình nhớ tới cái kỷ niệm hồi xưa khi mà mình tải cái game này. Đó là hồi xưa cái mạng nhà mình nó rất là yếu các bạn. Cái game này hồi đó nặng có 6-7GB gì thôi. Đó, trời ơi. Qua cái đầu quạ kiểu này là hồi đó là rất là đẹp luôn á. Thấy không? Thời điểm 2010 mà có cái đầu quạ như thế này là rất là đỉnh nha. Chứ không có chơi được đâu. Và cái trò này mình tải, mình nhớ lúc đó là nó... Hồi đó là tải rắc các bạn chứ đâu có mua đâu. Hồi đó đâu có tiền mua. Đó. Game vừa ra mắt khoảng tuần lễ hay tuần gì đó là có rắc rồi. Là bắt đầu treo máy tải ha các bạn. Là cỡ 11 giờ á. Là treo máy từ tối treo cho tới khoảng 5-6 giờ sáng là coi như mới tải xong 5-6GB dung lượng. Chứng tỏ hồi đó là cái đường truyền mạng nó rất là chậm các bạn. Nó chưa được 1MB nữa. Nó được 500 KB một giây thôi. Nó tải cái một cái trò chơi mà 5-6GB là tải coi như là tốn 5-6 tiếng đồng hồ. Má ơi. Mà tốc độ không phải lúc nào cũng ổn định 500 KB đâu. Có thể nó tụt xuống 200-300 nữa. Bây giờ thì mình tải một giây của mình là 13MB luôn á. 13MB các bạn. Mày nè. Nếu như mà dùng tốc độ bây giờ để tải cái game này vào thời điểm 2010 á là chỉ tốn khoảng 5 phút à, hoặc là 7 phút đồng hồ thôi là tải xong trò này rồi. Trong khi hồi xưa là tải 5-6 tiếng. Ghê không? Bắn bầu được không ta? Bắn được nè. Nhưng mà nó không chết các bạn.
Mình nhớ là đánh ở trong một cái bến tàu các bạn. Kiểu như cái xưởng để đậu tàu trong đó đó. Ui, hết hồn. À, nhà khoa học. Nhắc tới nhà khoa học là mình nhớ tới cái trò Black Mesa mình vừa kết thúc hồi mấy tuần trước. Kup Anson. Great, let's get him out of here. Hang on a second. What the hell was that sound? What's he saying? I don't know, sorry. You sold us out. Yami no buki. The black weapon. It started. We're dead, man. Okay, we're going, pal. It's no use. Maybe you didn't understand me. We are getting out of here. Sarge, just cut off our primary. All right. We'll go through the sub pen. It's a goddamn death trap. Yeah, I know. Rồi, chặt cái cầu luôn rồi, đứt dây rồi. Come on, keep going. Lên chiến thôi. Move. Shit. I don't like the sound of that at all. Just keep moving. Ừ các bạn, quay trở lại năm 2010 á, nếu như mà so sánh cái trò Battlefield với cái trò Call of Duty á các bạn, vào cái thời điểm đó thì mình đánh giá cao với Battlefield này hơn ha. Nói chung là cái đồ họa này thì nó đẹp hơn Call of Duty thời điểm đó luôn. Và đặc biệt là cái âm thanh nó ngon hơn rất là nhiều so với cái trò Call of Duty luôn các bạn. Âm thanh trò này nè, thời điểm này là rất là ngon rồi đó. Nghe nó đã hơn cái tụi kia làm âm thanh giả lắm. Lên được chưa? Bấm F để ném lũ đạn. Yeah. Ui da. Wow. Tiến lên anh em ơi. Trời ơi, bắn quá đẹp luôn. Ây chà. Ôi trời. Các bạn thấy cái trò này có trò có bản mở rộng Việt Nam đó nha các bạn. Có bản mở rộng Việt Nam nha, nhưng mà nó là chơi online chứ không có cốt truyện nha. Để vài bữa nữa mình làm một tập Battlefield Việt Nam này cho các bạn xem ha. Lên xe. Đấy. Wow, cái trò này mà chơi cái phần Việt Nam trong cái trò này chắc đã lắm á. Mặc dù nó là chơi online. Để mình tìm hiểu. Đấy. Mình điều khiển súng máy nha. Cái hòn đảo này đang bị người Mỹ tấn công. Thả bom rất là nhiều. Chết nè, yeah. Trời ơi, trò này quá đã các bạn ơi. Chết đi. Wow. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Amazing. Mình không ngờ là
sau mười mấy năm mình chơi lại trò này thì cảm giác khá là phê. Được đó các bạn. Mình còn danh sách game cũ mà hay nhiều lắm nha các bạn. Nhiều game huyền thoại lắm á. Không phải chỉ có mỗi game này đâu. Chỉ là sợ mấy ông không chịu coi thôi. Đặt bên. Chạy. Nổ nha. Rồi vô. Quất. Thì đây là một cái căn cứ, hình như là căn cứ tàu ngầm hay sao á. Nhà tàu nè. Đúng rồi, tàu ngầm các bạn ơi. Đây là một cái căn cứ mà để tàu ngầm của Nhật. Công nhận người Nhật hồi đó tài ghê các bạn. Năm 1940 mấy là người Nhật người ta chế tạo được chiến hạm nè. Đó, chế tạo được máy bay nè. Chế tạo được tàu ngầm nè. Ghê chưa. Cách đây một cả trăm năm rồi đó là người ta bắt đầu nghiên cứu ta chế tạo cái món đó rồi đó. Hồi đó châu Á là người Nhật là số 1 luôn. Phải nói là rất là đỉnh. Ôi chà, ôi ôi ôi. Để mình lấy cây kia ra bắn. Cái này là khẩu M1 ga đăng nha. Sao người Nhật có súng của Mỹ ta? Hồi nãy mình lượm cái súng này của mấy thằng Nhật á. Bộp. Ê, thanh niên kia bị cái gì kìa? Bị kẹt rồi, bớt người ta. Mở cửa. Hãy cứu người đi. Nào đây. Tụi này chơi ác quá, bồ của nó mà nó chơi nó đóng cửa. Làm thằng nhỏ bị kẹt ở đó. Chết không không yên ổn nữa, trời ơi. Khổ gì đâu. Này, ai đây? À, mấy anh Nhật. Trên đây là bồ mình nha. Cái gì vậy? Đứng cái bên gì mà không bắn hả? Ủa, thằng đó nó lính Nhật mà ta. Sao nó không cho bắn nè? Ảo thế. Thì ra là mình lên đây để mình ăn cắp chiếc tàu ngầm này à. Thảm thế. Ui trời, cái gì vậy? Hình như là bom nguyên tử các bạn ơi. No. Ủa? Hồi đó Nhật đâu có bị thả bom nguyên tử ở mấy cái đảo này đâu ta, phải không? Hồi đó bom nguyên tử là nổ ở hai cái thành phố trong đất liền của Nhật mà, đâu phải nổ ở ngoài hòn đảo đâu. Hồi đó là hai quả bom nguyên tử là nổ ở Hiroshima với Nagasaki hay gì đó các bạn, hai cái thành phố á. Đây, trời ơi. Đây là một cái viễn cảnh mà người Nga sẽ xâm lược nước nào đó mình cũng không biết. Rồi bắt đầu từ bây giờ trở đi sẽ là chiến tranh hiện đại nha các bạn, chứ không phải là chiến tranh thế giới thứ hai giống như hồi tập đầu nữa. Nói nhiều thế. Cold War đó, bây giờ tới phần chơi Cold War nè, chiến tranh lạnh nha. Là thời điểm này là sẽ rất là hay đó. Băng tuyết, ok. Thì tập 1 của mình là mình dự định sẽ làm tới đây thôi nha các bạn. Tập 2 mình sẽ chơi tiếp cái phần này nha. Mình sẽ chơi tiếp cái phần ở cái vùng băng giá này. Thì đương nhiên rồi, cái game này thì của người Mỹ làm thì đương nhiên là cái phe đối thủ chắc chắn sẽ là người Nga. Người Nga hoặc là người Trung Quốc thôi, chỉ có nhiều thôi đó.
nó một đám nè lính biệt kích hay là đặc công gì đó của tụi của mấy anh Mỹ. US counterintelligence operation. A simple support mission, they said. Mình sẽ gia nhập vào cái đám này. Nói chung là game này súng ống thấy cũng ok lắm á. Hình ảnh thì cũng khá là đẹp. Không chơi được. Các bạn tưởng tượng đi, năm 2010 mà mình chơi trò này á, tao nói nó phê gì đâu luôn á các bạn ơi. Phê vãi luôn á. Chơi cảm giác nó sướng gì đâu luôn. Sao đi hoài vậy? Mò mò tới chừng nào? Rồi. Thì cái video của mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Nếu như các bạn thích cái video này thì đừng quên cho mình một like nha. Mình sẽ làm thêm tập 2 của cái trò này nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.